Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Thiện Đời Sống. Ở trong video buổi trong video này thì mình sẽ chia sẻ với quý vị khán giả về một cái nội dung chắc hẳn là mọi người cũng đang rất là quan tâm. Tức là thời gian gần đây thì có kênh YouTube Thám Tử Cao là kênh đầu tiên mà có đề cập đến vấn đề là ông Dũng Lò Vôi ấy, hay là ông Huỳnh Nghi Dũng ấy là có yếu tố phản động. Đúng không ạ? Thì sau đó thì có một cái chi tiết rất là hài hước, đó là kênh YouTube Mẹ Nấm cũng đưa tin này, cũng nói rằng là ông Dũng Lò Vôi phản động. Thì mình cảm thấy rất là hài hước, bởi vì sao? Bởi vì kênh YouTube Mẹ Nấm này là một kênh YouTube phản động, và cái nhân vật Mẹ Nấm này thì vẫn còn đang phải chịu cái án tù là 9 năm tù ở Việt Nam về hành vi 331. Tuy nhiên thì đợt vừa rồi là được bảo lãnh sang bên nước ngoài, cho nên là không phải chịu ăn tù. Thì mình buồn cười nhất là cái đoạn là cái nhân vật này có phản ánh về phản động ở Việt Nam, trong khi chính mình là một kẻ phản động. Thì thôi, cái vấn đề đó thì nói chung là cứ để kệ họ, thích nói gì thì nói thôi. Còn đây thì ngay sau đây thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái góc nhìn của mình về ông Huỳnh Nghi Dũng. Thì cũng nói thật là từ trước đến giờ thì mình không có biết đến ông Huỳnh Nghi Dũng nha. Đấy, mình chỉ biết đến ông Huỳnh Nghi Dũng sau khi cái drama của ông Võ Hoàng Yên xảy ra. Đấy, thì đầu tiên là mình biết đến CEO Phương Hằng. Sau đó thì từ câu chuyện của CEO Phương Hằng thì mình mới biết đến là ông Dũng Lò Vôi là chồng của CEO Phương Hằng. Đấy, và cả hai vợ chồng thì cùng bị ông Võ Hoàng Yên lừa. Đấy, từ đó mình biết ông Huỳnh Nghi Dũng nha. Thì mình đã theo dõi cái drama này được 11 tháng. Thì nói chung là mình cũng không có nghiên cứu gì nhiều về hai nhân vật này. Đấy, nhưng mà mình có thấy những cái hoạt động làm từ thiện của hai nhân vật này thì rất là nhiều. Đấy, đặc biệt là xây cầu, xây đường, rồi giúp đỡ. Cái tiêu điểm nhất là tài trợ cho ông Võ Hoàng Yên rất là nhiều tiền. Đấy, để cho ông ấy đi chữa bệnh cứu người. Mà cuối cùng thì phát hiện ra ông này là lừa đảo. Đấy, rồi gần đây nhất thì ông Huỳnh Nghi Dũng và vợ của mình có ra ngoài Bắc, đặc biệt là xuống Vĩnh Bảo của mình. Đấy, xuống Trạng Trình với Bình Khiêm, và sau đó thì đã có một chút ủng hộ cho cái quỹ khuyến học năm nay. Tức là mọi năm là chỉ được trong quỹ là chỉ có 100 triệu thôi, nhưng mà ông Dũng đã xuống và tài trợ thêm 100 triệu nữa, là năm nay là sẽ 200 triệu để tặng cho các học sinh hiếu học và học giỏi. Và sau đó thì mình có hỏi anh ban quản lý của cái chùa Trạng Trình với Bình Khiêm đấy. Đấy, thì anh ấy có bảo rằng là không chỉ là đợt này đâu, mà trước đó thì ông Huỳnh Nghi Dũng đã có những cái đóng góp về địa phương rồi. Rồi một cái chi tiết nữa là ông Dũng ấy thì là người đem khu công nghiệp đầu tiên của Việt Nam. Thứ hai là cũng xây lên một cái khu du lịch Đại Nam gọi là to nhất Đông Nam Á. Thứ ba là lấy oxy về cho Việt Nam. Cái giai đoạn phòng chống dịch ấy là gom oxy từ bên nước ngoài về trước khi bùng dịch 3 tháng. Rồi xây dựng nhà máy găng tay để phục vụ cho thời điểm dịch bệnh cực kỳ là phức tạp. Đấy, rồi sáng tạo ra một cái, mình không biết là sáng tạo hay là gọi là tài trợ cho một cái ai đó để xây dựng ra một cái gọi là cái công nghệ xử lý nước thải cực kỳ sạch. Đấy, rồi khi mà khu công nghiệp dựng lên, khu du lịch Đại Nam dựng lên thì đã đẩy cho cái nền kinh tế của Bình Dương mình nghĩ rằng là cũng được ăn theo khá là nhiều. Bởi vì như đợt trước mình phân tích cho mọi người ấy, khu công nghiệp phát triển lên nha, là người dân có công việc đi làm này, người dân có công việc đi làm thì người ta sẽ nghĩ đến những cái dịch vụ như là ăn uống, nhà hàng, rồi karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, rất là nhiều cái sẽ được thúc đẩy. Đấy, rồi khu du lịch được mở ra thì khách du lịch người ta sẽ kéo đến, thì tiếp tục nhà hàng, rồi khách sạn, rồi nhà nghỉ, rồi rất là nhiều các dịch vụ trông xe, rồi thuê xe sẽ được phát triển. Và chắc chắn là người dân ở quanh khu vực mà có khu công nghiệp và có khu du lịch Việt Nam sẽ rất là được nhờ. Thì từ những cái mà vừa rồi mình nêu ra cho mọi người ấy, thì mình thấy được rằng là ông Huỳnh Nghi Dũng có rất là nhiều đóng góp cho người dân Việt Nam. Thì liệu rằng một người mà có cái tâm nguyện và có một cái ý muốn giúp đỡ người dân Việt Nam như vậy, thì liệu rằng có phải là phản động hay không? Thì mọi người cho mình ý kiến nha. Còn với cái góc độ nhìn nhận của mình ấy, thì đa phần mình trước thấy từ trước đến nay ấy,
là phản động ấy, nó chỉ có một cái mục tiêu thôi: phá hoại nhà nước ta, làm cho người dân chúng ta nghèo đi, để cho nó sẽ trà trộn những cái đế quốc, những cái thế lực nó sẽ âm thầm nó trà trộn vào, và sau đó nó sẽ thống trị đất nước ta. Đấy thì nhưng mà mình lại thấy ngược lại những cái việc đó ở ông Huỳnh Nghi Dũng. Mình thấy ông Dũng là ông ấy giúp người dân rất là nhiều, thậm chí là còn giúp hết lòng luôn, rất là tận tâm. Chưa kể đến cái vụ là nước cái đợt mà ngập mặn ở miền Tây đấy, thì ông Huỳnh Nghi Dũng và vợ của mình cũng đã làm mấy xe bồn chở nước ngọt xuống cho người dân để giúp đỡ người dân. Đấy, rồi đấy, cơ bản là như vậy. Thì mọi người thấy một cái điều rằng là thường là phản động là nó phải làm cho người dân chúng ta bị mụ mị đi, đúng không ạ? Bị tan rã, và quan trọng nhất là nó hay nói xấu về chính quyền địa phương, đúng không? Hay nói xấu về chế độ và hay nói xấu về đất nước ta. Tuy nhiên thì mình thấy một cái điều rằng là trong tất cả những cái buổi livestream của ông Huỳnh Nghi Dũng xuất hiện thời thời điểm đầu nha, thời điểm đầu khi mà Siêu Phương Hằng vẫn còn đang đấu tố với ông Võ Hoàng Yên ấy, chưa đề cập đến các nghệ sĩ, chưa đề cập đến các nhà báo bẩn đâu, thì ông Huỳnh Nghi Dũng là một trong những người mình rất là kính trọng. Bởi vì sao? Bởi vì những cái chia sẻ của ông đấy nó rất là tròn ý, tròn vai và vừa đủ ý, không có làm ảnh hưởng đến cơ quan chức năng, và cũng rất là đủ ý, cũng đỡ cho vợ nhưng cũng phản ánh được những cái vấn đề nhức nhối, và quan trọng nhất là rất là tôn trọng pháp luật. Đấy, thì một cái người như vậy thì theo như mọi người thì có thể là phản động hay không, thì mọi người có thể trả lời cho mình nha. Còn với góc độ của mình ấy, thì mình thấy là giờ ông Huỳnh Nghi Dũng là một người đang giúp xây dựng đất nước chứ không phải là một người phá đất nước. Đấy, như những cái kẻ phản động nha, những cái kẻ phản động ví dụ như là nhân vật mẹ nấm đấy, thì mọi người có thấy quá rõ rồi, đúng không? Đấy, bảo rằng là bây giờ phải kiện những cái tờ báo Công an Nhân dân, rồi kiện những cái tờ báo Thanh Niên, kiện báo Tuổi Trẻ, kiện báo Thông tấn xã để làm gì? Để bênh cho Tỉnh thất Bồng Lai, một cái cơ sở mà đang bị khởi tố, đúng không? Rồi rất là nhiều những cái nhân vật khác kích động người dân lên để theo một cái điều gì đó, thì mọi người đã thấy quá rõ rồi. Nhưng mà mình thấy ở đây thì là ông Huỳnh Dũng và vợ ông mình thì đang giúp người dân nhiều hơn. Có thể là đôi lúc có một vài cái chia sẻ là nó hơi bức xúc một tí thôi, nhưng mà cơ bản trên tinh thần vẫn là mang cái tính là giúp đỡ người dân. Đặc biệt là mọi người thấy một cái quỹ từ thiện Hằng Hữu đấy, ấy đã gọi là giúp cho rất là nhiều cháu bé được chữa khỏi bệnh, rồi giúp cho nhiều người có cái giờ vàng đấy, tức là bị tai nạn trong cái lúc mà không có người thân đấy, thì quỹ đó đã đứng ra để giúp đỡ, rồi tài trợ cho các bác sĩ ra nước ngoài để học tập, để có những cái phương pháp mổ trở về Việt Nam, rồi sẽ giúp cho người dân Việt Nam. Đấy đấy là những cái mà mình thấy được rằng là không phải ai cũng làm được nha. Đấy, và đây là một cái quá trình mà kéo dài đến hơn 30 năm rồi. Chẳng lẽ một cái người phản động mà lại đóng góp cho đất nước Việt Nam chúng ta hơn 30 năm như vậy, đúng không? Thì đây là cái góc nhìn cá nhân của mình. Ngoài ra đây nhé, các bạn cũng thấy một cái điều rằng là ông Huỳnh Nghi Dũng là một người rất là tâm linh, thờ cúng rất là nhiều vị anh hùng của Việt Nam. Đấy, và trong đó và qua cái đợt mà tiếp xúc ở Hải Phòng ấy, thì mình mới thấy một cái điều rằng là thực sự là ông Huỳnh Nghi Dũng rất là làm sao nhỉ, rất là kính trọng và rất là biết ơn những cái vị anh hùng đã xây dựng đất nước Việt Nam, cực kỳ là tôn trọng luôn. Đặc biệt là theo như mình biết đấy, là ông Huỳnh Nghi Dũng ấy rất là ngưỡng mộ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Thì vì ngưỡng mộ cho nên là mới 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 về Hải Phòng của mình để thăm Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, sau đó thì có đầu tư một chút và dự định sắp tới là sẽ sửa sang lại cái nơi di tích đấy luôn nha mọi người, để cho người dân đến tham quan và xin lộc nữa. Ở đấy xin lộc thiêng lắm nha mọi người. Mình năm nào mình cũng về đó, mình thắp hương, mình cúng. Và cái con đường học tập của mình ấy, nó cũng rất là thuận lợi. Gần như là mình chưa là mình bị thụt lớp và cũng không bao giờ thi lại môn nào cả. Đấy, và đi thi đến đâu là đỗ, đã đạt đến đấy nha mọi người. Đấy, thì từ đó thì mình thấy một cái điều rằng là ông Huỳnh Nghi Dũng rất là tín vào cái phong tục của Việt Nam. Đấy, rất là muốn giữ gìn cái truyền thống đó là biết ơn tổ tiên ông bà, và đặc biệt là những cái vị anh hùng có công với đất nước. Đấy, và mình nghe đâu thì là gần như là ở Đại Nam ấy là có một cái khu đền thờ là thờ tất cả những cái vị anh hùng ở Việt Nam. Đấy, thì mình nghĩ rằng là một người mà yêu cái truyền thống và yêu cái sự yêu đất nước Việt Nam như vậy,
thì chẳng có lý do gì mà lại phản động để gọi là phá vỡ cái nền độc lập này cả. Và đây thì cũng chia sẻ với mọi người rằng ở đây không phải là mình bênh cho ông Dũng, mình cũng chẳng phải người thân và mình cũng chẳng có nhận được cái lợi lộc gì từ ông Dũng cả. Có thể là mình có nhận được tiền từ YouTube thôi, bởi vì qua những cái video chia sẻ của mình. Nhưng ở đây mình chia sẻ với cái góc độ là một người trẻ mà muốn phát triển đất nước nha. Đấy, trên cái tinh thần là mình rất là mong muốn rằng là người dân ở trên Việt Nam của chúng ta có nhiều việc làm và sẽ có kiếm được nhiều tiền, thay vì là chỉ có mỗi làm ruộng và làm nông thôi. Tức là mình rất là mong muốn người dân có thể đan xen vừa làm nông nghiệp mà vừa làm cả công nghiệp, thậm chí là sau này sẽ còn tiến bộ hơn nữa là đan xen đấy, đưa khoa học kỹ thuật vào để làm nông nghiệp. Đấy là trên cái tinh thần của một người trẻ, chứ hoàn toàn không có một cái chút gì gọi là bị ai sai khiến hay là vì một cái điều gì đó để bênh cho mình ý Dũng cả, hoàn toàn không nha. Đây là tâm nguyện của một người trẻ khi mà thấy được rằng là có một cái người mà người ta đang đóng góp cho đất nước nhiều như vậy, thì mình mới nêu ra cái ý kiến này thôi. À, và mình có một cái chia sẻ rất là thú vị cho mọi người như thế này. Mọi người có nhớ là tiến sĩ Đặng Anh Quân đã dành một câu nói cho nhà báo Đức Hiển là đừng nghe những gì anh ấy nói mà hãy nhìn những gì anh ấy làm. Thì mình cũng có một cái câu muốn chia sẻ với mọi người về chỗ ông Huỳnh Như Dũng là đừng nghe những cái gì người ta nói mà hãy nhìn vào những gì ông đấy làm. Mọi người thấy sao về câu nói này của mình? Mọi người hãy bình luận nha. Thôi thì cái này thì mình sẽ chờ xem là ngày mai ông Huỳnh Như Dũng chia sẻ về vấn đề này như thế nào nha. Nhưng mà thực sự là cái thông tin này đưa ra nó cực kỳ ảnh hưởng đến ông Huỳnh Như Dũng. Bởi vì cái thương hiệu của ông đấy xây dựng suốt bao nhiêu năm bây giờ tự nhiên nó lòi ra một cái thông tin như vậy. Mình thấy rằng là nó rất là làm cho những cái người mà người ta đang giúp đỡ người khác ấy, cảm thấy suy sụp vô cùng luôn. Tại sao mình đi giúp người khác mà bây giờ mình lại bị tấn công như vậy? Thì đó là những cái rất là cảm thấy là chán nản luôn ấy. Bảo sao mà nói về câu chuyện của Siêu Phương Hằng cũng vậy thôi, đi giúp người nhưng mà cái quỹ lại bị tấn công đấy, thì cũng cảm thấy chán nản. Thế cho nên đừng nói là ông Huỳnh Nghi Dũng ông ấy không chán nha. Mình nghĩ rằng là qua cái sự việc này ông cũng rất là chán nản. Đấy, và mọi người thấy một cái điều rằng là rất là ít khi ông Huỳnh Nghi Dũng lên tiếng. Nhưng mà ngày mai đấy, thì mọi người có thể thấy được rằng là vào lúc 6 giờ chiều ngày 19 tháng 3 thì ông Huỳnh Nghi Dũng sẽ có một cái buổi trò chuyện và giao lưu với tất cả khán giả. Và mình nghĩ rằng là chắc là cũng 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 nói về cái vấn đề là những cái thông tin tin đồn về vấn đề phản động thôi. Nhưng mà với cái góc độ cá nhân của mình thì mình cảm nhận được rằng là ông Huỳnh Nghi Dũng không phải là người như vậy, mà ông đấy đang là người giúp xây dựng đất nước phát triển tốt đẹp hơn. Trước mắt là giúp cho người dân Bình Dương rất là nhiều nhá. Ngoài ra còn nhiều tỉnh thành khác, qua những cái hoạt động từ thiện của ông đấy thì mình chưa đề cập đến, nhưng mà chắc chắn là từ trước đến giờ và đến thời điểm này thì ông ấy đang giúp đỡ cho người dân rất là nhiều. Mọi người thấy sao về cái những cái thông tin mà mình chia sẻ cũng như là con người của ông Huỳnh Nghĩa Dũng? Mọi người có thể bình luận ở dưới video này của mình nha. Còn ngay sau đây thì mình sẽ có một cái trích đoạn mình quay được ông Huỳnh Nghĩa Dũng tham quan trạng trình Nguyễn Bình Khiêm, và mọi người sẽ thấy một cái điều rằng là ông đấy rất là kính trọng và cũng như là rất là sao nhỉ, rất là tâm linh đấy, và luôn gọi là tin vào những cái có thể là một cái luồng một cái ý nguyện gì đó của những người đã mất mà tiếp năng lượng cho ông đấy thực hiện nha. Đấy, cho nên ông ấy rất là tâm linh đấy, dùng cái từ tâm linh thôi đấy. Thì ngay sau đây mọi người sẽ cùng xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình đấy. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video sau. Cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào.
Chị đã thấy bao giờ như này chưa? Đó là không biết thử quốc gia là cũng đông như này. Đặc biệt kiểu chuông á. À, em ở Việt Nam. Đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.